Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của B của Đài. Và sẽ như thế nào nếu máy tính của anh bị hack hả ốc? Thì là bọn mình sẽ không thể nào làm được video cho các bạn xem. Đấy là điều mình biết chắc chắn. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều chuyện nữa có thể xảy ra. Và ngày hôm nay để biết trước những điều đấy thì bọn mình sẽ chơi thử một tựa game khi mà máy tính của bọn mình bị hack. Đúng rồi các bạn ơi, tự nhiên phải trải nghiệm cảm giác này và không biết gì chuyện gì sẽ xảy ra, những thứ gì kinh dị sẽ xuất hiện trong video ngày hôm nay. Thì các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình để bọn mình có thêm kinh phí để có thể chơi game cho các bạn xem. Đúng rồi, với cả là nếu máy tính có hỏng vì hacker phá thì còn có tiền mà mua máy tính mới làm video. Okay. Không thôi xin vĩnh biệt cũ ấy. Và có bây giờ vào game luôn nha các bạn. Một cái cảnh báo cho game này đó là nó chứa những cái tiếng ồn rất là to này, những cái hình ảnh chớp tắt và nó khá là nhạy cảm các bạn ạ. Đấy nên là chúng ta sẽ cẩn thận và nói chung cân nhắc khi xem video này. Ôi dồi. Bạn nào mà có thể bị tim thì thôi đừng xem. Giật mình hoảng hốt, thế chứng tỏ là tí có gì hù mình rồi các bạn ơi. Đây là cái gì? Cái gì đây? 98XX. À 98XX. Vâng, chào mừng đến với máy tính của B Quốc Thành. Cái gì vậy? 1996 đến 100. Nó là cái năm phát triển của cái hệ điều hành máy tính của B Quốc Thành các bạn ạ. Nói chung là các bạn thấy đấy, là vì các bạn không xem quảng cáo này là bây giờ B Quốc Thành vẫn chạy hệ điều hành 1996. Là cách đây là 28 năm. Từ thời phát lâu cởi chuồng bằng năm sinh của anh luôn các bạn ạ. Quá kinh khủng luôn đấy chứ. Rồi, bây giờ đăng nhập vào máy tính nha. Rồi, wow, chúng ta để xem nào B Quốc Thành chơi những cái trò gì máy tính này. Chúng ta thấy là có một cái trò nhảy nhảy này. Trò này là trò lướt ván hả? Đây là ông nói chuyện với ông gì đây đúng không? Đây là mấy cái game anh chơi với vài cái ứng dụng trên máy tính. Nhưng mà có cái gì đâu. Còn đây là ảnh, gọi là ảnh gì hả ốc? Ảnh này là ảnh màn hình desktop các bạn. Ảnh đại, không phải ảnh đại diện mà ảnh nền đấy các bạn ạ. Đấy, mình để đây cho nó đẹp. Mình thích cái cây này lắm. Mình để hình cái cây cho nó cây cô chất... đơn như là B Quy Thành cô đơn. Anh cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Gõ cái bây giờ đây. Bây giờ là mình muốn quay game cho các bạn xem. Chúng ta sẽ phải chơi một trong những tựa game ở đây này. Ui. Em thích chơi trò bóng bay. Bấm vào chữ start này chúng ta sẽ thấy có game này, mấy cái ứng dụng mình dùng gần đây nhất thôi các bạn ạ. Hoặc là có thể reset được máy tính này. Vì máy tính đôi khi nó lag các bạn, mình phải reset, không có lag lòi mắt ra không thể quay video được. Thế bây giờ lúc nào máy tính reset mình rút điện ra là xong. Hả? Rút điện ra hỏng máy tính không ạ? Bây giờ làm gì? Hôm nay mình sẽ quay game nhá. Nên bây giờ chúng ta sẽ chơi một tựa game khi mới vào đây. Tựa game... Jumping Julian à? Nói chuyện với con này đi. Talking Rat. Con này giống như là cái con... chú hề ấy nhỉ? Đây rồi, nghe cái giọng của nó có cái giao diện trẻ con nhưng mà giọng nó khá là trưởng thành ấy các bạn. Thiết kế thì quá là đơn giản luôn, gọi là Talking Girl gì đấy các bạn ạ. Và bây giờ nói chuyện nó theo nó nói cái gì mình nhá. Ok. Chỉ là nói chuyện thôi mà. Ask Girl a question. Chúng ta sẽ hỏi cái bạn Girl này về một cái câu hỏi. Thì chúng ta có 4 câu hỏi ở đây. Đầu tiên là hello, xin chào. What's your favorite thing to do? Cái điều gì bạn là muốn làm vào cái sở thích của bạn ấy? You are a nice person. Bạn là một người rất là tử tế. You are worthless. Bạn thật tồi tệ hơn à? Thôi, mình đầu tiên mình phải hello. Hello. Hello, đầu bạn trông như cái bắp ngô. Hello, chào bạn nhá. Mình là Goro đây. Đấy, thật là tuyệt vời khi được gặp bạn. Và mình sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo. Can you tell me a joke? Có thể kể chuyện cười cho mình không? Câu thứ hai là can you tell me a story? Có thể kể một câu chuyện bình thường không? You're a nice person. Vẫn là cái sự lựa chọn ban nãy và ở dưới là you're worthless là vẫn là như thế thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi câu chuyện của nó đi. Vì câu chuyện của mình cũng không muốn kể chuyện cười cho nó vì anh cũng biết kể chuyện cười đâu. Hỏi câu chuyện của nó làm sao tự nhiên nó lại ở đây? Can you tell me a story? Có câu chuyện là có hai người anh em ước mơ tạo ra một cái best lemonade hả? Cái cây chanh tốt nhất ở trong hàng xóm hả? Thật là một ngày thành công. Và cậu bé họ làm việc trên thành công đã thêm vào một số thành phần vào đồ uống để thử và hòa trộn với các cái khác, nhưng mà cái thành phần này đã khiến cho mọi người trở nên phát ốm và mẹ của anh ta rất là tức giận và đã dừng việc bán nước chanh và rời đến một cái thành phố khác. Và kiểu lại là bán nước chanh, bảo sao mặt của bạn này vàng vàng giống quả chanh.
Không, anh hiểu nhầm rồi. Bạn này giống như là Google ấy. Bạn ấy giống như là một người trợ lý ảo ấy. Bạn ấy chỉ kể một câu chuyện cho mình nghe, chứ không phải là câu chuyện của bạn ấy. Ừ, thì anh bảo không phải câu chuyện bạn ấy, mà mặt bạn ấy trông giống quả chanh thôi. Lúc đó anh tưởng giống bắp ngô, không phải quả chanh các bạn ạ. Đéo có giống quả chanh gì đâu. Rồi, bây giờ là hỏi câu gì, hỏi tiếp theo nào. Hỏi câu đầu tiên là who made you? Ai tạo ra girl vậy? Và tại sao bạn lại tồn tại? Why do you exist? Và cái kia vẫn là hai sự lựa chọn như ban nãy các bạn ạ. Thế thì mình sẽ hỏi là ai tạo ra nó đi. Nó là một cái chương trình kỹ thuật số các bạn ạ. Và chẳng có ai là gọi là tạo ra nó hơn là Carvis Game. Ok, thế bây giờ là hỏi nó cái gì đây? Lại chúng ta lại quay trở lại cái bốn câu hỏi ban đầu rồi các bạn ạ. Thế thì mình chọn cái này xem nào. Hey, let's be positive around here. Nó bảo cái gì ấy? Nó, mình bảo nó là trông mày tồi tệ hơn hôm qua, nhưng mà nó bảo là không, mày thử nhìn xung quanh đi, tao vẫn thế. Thế bây giờ cái này là gì đấy không? Mình sẽ phải ra cái từ đấy. Tao ghê tởm mày lắm. Ha, ghê tởm. Mình bảo trông bạn ghê quá, xấu xí, mặt trông như quả bi. Nghe này, chúng ta không có thời gian này đâu, hãy thay đổi chủ đề đi. Nên nó bảo đừng nói chuyện này nữa. Mình cứ chê nó xem nào. Đã quá muộn rồi. I mean no harm. Chê, mặt bạn xấu quá, quá xấu. Bây giờ nó nói như kiểu nó đang nói lại cái gì đấy với mình, nhưng mà mình cũng chả biết nó nói cái gì. Chả biết nó nói cái gì, nó nói linh ta linh tinh ấy. Rồi sao? Xong rồi, không thôi. Máy tính bị hack và sập nguồn luôn rồi, toang rồi. Không, hình như chưa bị sập nguồn đâu, nó lại đang lên kìa. Vừa bị lỗi phát xong lại khởi động lại các bạn ạ. Đừng có trêu nó nữa, bây giờ nói chuyện bình thường thôi. Thôi không nói chuyện với nó nữa đâu, anh thấy điềm kinh quá con đấy, nó bị làm sao ạ. Rồi bây giờ đây là có những tựa game khác, đây là cái gì đây? À đây là trình duyệt để mình có thể vào được các trang web ở đây. Search bên của hành TV mày ra gì không? Không ra luôn các bạn ạ, thì đúng là trình duyệt dở mà. Chúng ta chỉ search một trong ba cái này thôi ạ. Đây là mấy cái thông tin gì đấy các bạn ạ. Ôi dồi, lạc quá. Ui, một bài báo các bạn ơi. Bây giờ ốc thử tóm tắt qua cái bài báo nó nói cái gì đi ốc. Bài báo này kể về cái câu chuyện của một công ty công nghệ máy tính các bạn ạ. Vào năm 1991 thì Bob Carter đã sáng lập ra công ty Brazil. Chính là cái tên này này các bạn này, Brazil.com này, đó. Và ngày hôm nay thì cho đến ngày hôm nay thì công ty của ông ấy là một cái công ty thành công bậc nhất về cái sự phát triển về công nghiệp, ngành công nghiệp công nghệ các bạn ạ. Và cái thành tựu của ông ấy là ông ấy đã tạo ra một cái con chip gọi là với cái size cực kỳ nhỏ. Đấy, nó là một bước đột phá về công nghệ. Đấy, còn hình ảnh ở dưới, hình ảnh một người đấy chính là hình ảnh của nhà sáng lập Bob Carter nha. Còn ảnh bìa chính là chip bán dẫn với các thiết bị linh kiện ở trong cái con chip đấy thì phải. Thành công của cái công ty này thì cũng không chỉ dừng lại ở việc phát triển công nghệ đâu các bạn ạ, mà công ty này cũng tạo ra một cái thương hiệu đấy, đem đến sự hài lòng cho khách hàng và duy trì cái mối quan hệ này rất là mạnh mẽ và chặt chẽ. Họ làm việc rất là gần gũi với các công ty và phát triển cái và tức là develop phát triển những cái giải pháp cho khách hàng và gặp khách hàng một cách trực tiếp đấy, và cung cấp những cái dịch vụ để đảm bảo rằng là con chip của họ luôn luôn đạt được cái tiêu chuẩn cao nhất đó. Nói chung là bí quyết của thành công là có hai cái, đó là con chip cực kỳ nhỏ và một cái là dịch vụ khách hàng cực kỳ tốt. Túm lại là thế được các bạn ạ. Đúng. Hình như là còn tức là đây còn hai bài báo thôi, tí đọc sau thì các bạn ạ. Mình muốn đi chơi game và xem những cái ứng dụng khác có cái gì. Ở đây thì có một trò chơi là xe tăng. Đây là ứng dụng gọi điện. Đây cũng là một trò chơi, đây là ảnh này. Bây giờ bắt đầu từ trò này đi. Lần lượt đi các bạn ơi. Jumping Julian. Một sản phẩm của Dreamer Studio. Một tựa game. Con này quen ghê nhá, con này không hiểu xuất hiện trong Roblox rồi sao? Không phải, con này trông giống thầy giáo bên... thầy giáo gì nhỉ? Barry à? Đúng rồi. Rồi, bây giờ chơi xem nào các bạn ơi. Ui, sản xuất năm 1998. Quá lâu chưa đây? Rồi. Quá lâu. Hello there. Nó giống như trò Mario à các bạn? Bây giờ mình sẽ phải giúp con này nhảy lên để về đích nha. Rồi. Game này cũng dễ nhưng mà các bạn ơi, nó không được nhạy cho lắm các bạn ạ. Nhưng mà với trình độ chơi game cực kỳ hay của bên của Thành thì game này đơn giản. Nó không được
không được nhạy vì nó lâu lắm rồi các bạn ạ. Đấy, mình về đích rồi, khi mà mình về đích thì cái cờ đỏ nó sẽ biến thành cờ xanh. Bây giờ để nhảy như nào nhỉ? Bây giờ là mình sẽ phải nhảy từ bên này. Sao mình còn chơi cực hay luôn các bạn. Yeah, I did it. Now on to the next level. Tuổi gì mà làm khó anh, mấy game này quá đơn giản. Bạn mình kinh rồi. Cái này khó rồi. Đấy. Vừa gáy nhau các bạn đã cho game khó đấy. Cay thế nhờ. 2000 years later. Không sao, bình tĩnh tự tin, không cay cú. Vẫn được rồi các bạn ơi. Không cay cú nhưng mà bị lú. Về đích. Ôi trời. Về đích kiểu gì đây? Về đích sao bị lỗi? Sai rồi, hỏng rồi, hệ thống lỗi rồi. Lỗi gì mà mã nó dài thế này, đây là cái loại lỗi gì? Nhưng mà hình như cũng có thể tiếp tục một cách bình thường ấy, chúng ta sẽ ấn vào một cái phím bất kỳ để tiếp tục. Hình như đây chắc chắn nó có một cái thông điệp gì bằng cái mã dãy số này, nhưng mà mình không biết các bạn ạ. Bạn nào biết bình luận dưới nhá. Máy tính bây giờ thành hỏng hết rồi, chơi trò nào cũng không được. Đấy. Các bạn nhìn xem quảng cáo đừng có tiền mua máy tính mới nhá. Đấy, máy tính quá cùi nên bây giờ chơi game còn bị lag, bị quit ra luôn. Chơi game khác hay game đấy nặng quá. Không, anh chơi lại. Chơi lại á? Đang quay game đấy đã quay xong đâu. Chơi lại à? Ok. Ok, chơi lại luôn các bạn. Nó không cho vào game đấy nữa các bạn ơi. Hello. Có thể chui ra màn hình máy tính của anh rồi. Ui. Hack game rồi. Thằng này không phải chui đâu, nó bắt đầu bay lên rồi. Hello. Có điều gì đấy sai sai ở đây rồi. Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ sửa cái tựa game này tốt hơn. Nó đang đi sửa game đấy các bạn ạ. Nó như kiểu một sinh vật sống ấy, nó tự đi vào trong máy tính của mình, nó đi ra. Hay đứa nào hack game không? Hack máy tính mình rồi. Tôi sẽ làm một vài thứ ở đây. It's something I really been thinking about. Nó bảo là mình well, anyway, mình nghĩ cái gì khi mà mình sau khi mình qua đời không? Sao lại hỏi mình nghĩ gì sau khi mình qua đời? Sau khi mình qua đời mình có nghĩ là sau khi mình qua đời sẽ như thế nào không? Nó bảo là bây giờ là thời điểm tốt để nghĩ đi. Hả? Chứ đừng nó dọa mình các bạn ơi, nó bảo sau khi qua đời. Thôi đóng đóng lại đi, đừng có chơi trò này nữa. Chơi trò xe tăng đi. Finally, brand new challenge. Ôi, chúng ta có thử thách mới rồi. Đây có cả bom các bạn ạ. Bom rơi đạn lạc các bạn ơi. Đồ ăn hại. Đen. Trình độ cao. Qua luôn. Ok. Rồi lần này nó lại cho mình gọi là khó hơn bằng việc thả bom, nhưng mà cái màn này nó sẽ chèo chéo. Ý ấy. Ê. Yeah. Ăn khoảng 3 quả bom rồi cuối cùng BQ Thành cũng về đích. Rồi, chiến thắng rất gần rồi BQ Thành ơi. Có vẻ như chiến thắng gần với người khác chứ còn không phải gần đến BQ Thành. Không sao. Yeah! Lỗi rồi. Hả? Lại lỗi rồi và chúng ta lại ấn một phím bất kỳ để tiếp tục. Cứ chơi xong rồi lỗi các bạn ạ. Rồi, máy tính đẻ quá à, chơi cái trò nhẹ loạt mãi không được. Loạt mãi không được các bạn ạ. Rồi, welcome to big. Nó có BQ Thành luôn kìa. Nó biết tên máy tính của anh luôn này. Hỏng rồi, welcome BQ Thành rồi. Nãy đâu có đâu, nãy chỉ welcome thôi. Nãy chỉ welcome thôi, bây giờ nó welcome BQ Thành luôn mà. Nó đi rồi, xâm nhập vào máy tính rồi. Chứ tưởng nó hack máy tính của anh thôi rồi. Lúc đầu chỉ là trò chơi ấy, chỉ là hack vui vui. Bây giờ nó hack máy tính của anh thật rồi đấy. Bây giờ bật máy tính là chỉ lên cái màn hình, nó không lên một cái ứng dụng gì khác luôn. Rồi bây giờ đi. Cái gì? Ai gõ cửa đấy? Ai đây? Ai ở trong máy tính của tôi đây? Alo. Ủa, nghe cả tiếng âm thanh xe cộ luôn đấy các bạn ạ. Gì vậy? Alo. Hay thôi chơi game tròn nối đi. Thôi. Chính là cái con ở trong game đấy mình chơi. Nó đang đọc cái gì các bạn, đọc thần chú à? Bala 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 bala.
mày không thoát đâu, là sai máy tính của mày. Đầu nó nghiêng nghiêng nhở. Mày chết chắc rồi, mày tính. Mắt nó đen xì luôn nhở. Nhập rồi. Biến mất rồi. Là biến mất rồi. Chắc Thôi. Thế là mình bị con đấy nó hack máy tính của mình luôn rồi các bạn ạ. Thế có chơi tiếp không? Cái mặt này tự cười này các bạn ơi. Các bạn thay đổi kìa. Áp lực thật. Hỏng rồi, máy tính hỏng rồi. Bị hack thật rồi các bạn ơi. Lúc đầu tưởng game, bây giờ hack cả máy tính của mình cho mình luôn rồi. Không thể thoát được cái game này ra luôn. Đấy, bây giờ là hết welcome Bingo Thành rồi. Lại bình thường rồi các bạn ơi, mình chơi tiếp. Bây giờ mình muốn chơi tròn nối. Nói à, từ từ, thế thì ở đây có một cái file âm thanh em muốn nghe, nó là âm thanh gì không ạ? Dù em nghe em cũng không biết là cái gì đâu. Rồi đây, nghe nghe nhé. Mình... Đây là âm thanh nhảy của Julian. Cái âm thanh cái trò chơi mình vừa chơi sao đúng không? Ờ, cái thứ hai là âm thanh của Bo Purple, A Purple. Cái thứ ba là cái âm thanh không xác định các bạn ơi. Nghe cái thứ ba đi nào. Oh. Nãy anh chưa play à? Đấy, bây giờ mới là cái bô bóp các bạn ạ. Nhạc bình thường mà ta có nhạc cái nền game thôi, cái ở dưới có 4 giây thôi này. Nghe chỉ thấy buồn ngủ thôi, chả thấy cái gì hay. Ờ, chả có gì nhỉ. Thử cái file em à. Tiếng chim hả? Tiếng ai đó súc miệng. Cái gì đấy? Nghe ra cái gì các bạn ạ? Chả có cái gì các bạn ơi. Đúng rồi. Cái âm thanh ăn nôn là cái gì chả biết luôn. Là bây giờ đến với cái ứng dụng vẽ à? Ừ. Xóa đi được. Ờ, xóa được các bạn. Từ từ mình vẽ mặt ốc nha. Đây, liệu các bạn, đây là mình sẽ thể hiện vẽ mặt ốc. Thì mặt ốc nhìn như quả chanh đấy. Đây, cái tai nè, ba sợi tóc nè. Mặt ốc trông cực kỳ xấu các bạn. Sao lại ba sợi tóc? Ba sợi tóc. Ồ, thế này thì có gì đâu nhỉ? Đang vẽ linh tinh này. Thử tô kín màn hình xem. Đây, tô kín xem được. Có cái gì ra thật các bạn ạ? Có một cái các cái khối hình tròn, tam giác, thoi. Cho chơi con mực à? Chụp lại cái này. Chụp làm gì đấy? Ở ngoài màn hình nó có một cái hình như này, chắc là mật mã rồi. Ok. Ok các bạn ơi, đây này. Nó có cái hình đây này, anh nghĩ là mở được cái này này. Nào, mở xem làm được các cái gì. Tròn. Tròn mà, rồi. Tam giác. Tròn. Hơi lác lác, các bạn thông cảm, máy tính hơi cùi. Rồi. Thôi, tròn. Thôi. Rồi. Ở giữa thôi. Thôi đâu, không có hình thôi. Quét, dùng điện thoại quét xem mã QR ra cái trang web gì. Các bạn ơi, khi mình dùng điện thoại mình quét ý, thì nó sẽ ra cho bọn mình một cái đoạn video. Bây giờ mình sẽ gửi cái link video này cho Baby Thành và bọn mình sẽ cùng xem nhé. Ok. Rồi, và đây chính là cái video mà chúng ta vừa thấy đấy. Quét cái mã QR được. Nó là một cái đoạn phỏng vấn hay sao ấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng xem nhé, chỉ có 40 giây thôi. Xin chào ông Monfort. Ông Carter. Bây giờ điều gì khiến bạn quyết định làm việc tại Raziu? Sự sáng chói của con chip máy tính luôn mê hoặc tôi. Ngay cả trí óc con người cũng giống như một con chip máy tính. Nếu tôi không nhầm thì bạn là nhà phát triển Jumping Julian, ứng dụng đã thu hút được nhiều sự chú ý trên mạng. Ý tôi là tôi đã làm vậy, nhưng tất cả đã là quá khứ. Tôi hiểu rồi. Sao chúng ta không lấy 5 cái, chúng ta phải thảo luận thêm một chút sau. Rồi, vậy là cái đoạn video đấy nói về vụ nói chuyện của hai ông về cái tựa game nữa. Mình chơi cái tựa game mà có một thằng đấy nhảy đấy các bạn. Và người đàn ông trong hình bị che mắt ấy, thì mình nghi ngờ là người ta đã chết rồi. Đúng không? Chắc thế rồi, hoặc là xảy ra một cái vụ gì đấy rất là đen tối. Và ông ấy cũng thừa nhận là ông ấy đã sáng tạo ra cái tựa game Jumping Julian, nhưng mà nó chỉ là trong quá khứ thôi. Còn bây giờ thì ông ý không làm phải là người tạo ra cái tựa game này. Thế là game này nó tự chui vào máy tính của mình, không nó tự chạy vòng quanh máy tính của mình luôn. Nó như kiểu hacker các bạn. Bây giờ chơi trò khác đi. Chơi trò matching game đi. Đây có cái gì đây? Vẽ à? Ờ.
Đâu viết mà. Viết hả? Viết 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 đâu ạ? Có viết chữ không? Viết chữ gì? Bê Quy Thành đẹp trai. Bê Quy đẹp trai ok chưa? In đậm lên gạch chân. Quá uy tín. Rồi cái bút nó bảo gì đâu? Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Tất nhiên rồi, có bao giờ bỏ hy vọng gì đâu. Clear đi, clear đi. Sao nó cứ nhấp nháy nhỉ? Không clear được ạ. Chết rồi. Chết rồi. Đẹp trai quá, nó khẳng định luôn, nó không clear. In nghiêng này nè. In nghiêng vẫn được. Sao càng ngày nó càng nhấp nháy nhỉ? Thế à? Ờ, anh undo nghĩa là anh trở về, anh không làm nữa là gì nữa. Ôi chả có cái gì cả. Bây giờ mình chơi matching game ý. Matching game là cái nào? Này. Chơi cái này. Cái này giống kiểu là lật lá bài đúng không? Sai rồi các bạn ơi. Cái này. Chỉ nhớ à, ok. Đấy cái đấy. Cái này và cái này một này. Ồ sai rồi các bạn ạ. Không, nhưng cái này với cái này, cái này với cái này. Cái này với cái này đi. Ồ sai luôn các bạn. Sai. Cứ gõ theo đi. Trên. Ôi quên à. Cái này các bạn. Nhầm. Ok, cái này với cái này. À cái này với cái này. Trời ơi, thế còn lần phải nhìn nó hình gì đã. Rồi ok, có cái gì đâu. Cái này. Cái này là thử thách trí nhớ nha các bạn. Cứ chúng ta mở hai hình giống nhau là đúng nhá. Đấy, như này là đúng. Quá win, chơi quá hay luôn ấy. Game sản cho xuất. Ông chơi này. Game sản xuất năm 1998 là đấu với Bê Quy Thành năm 2024. It's too late. It's too late là sao? Quá muộn rồi. Quá muộn rồi. Cái mồm. Mồm quỷ rồi. Nó cười à? Ừ. Chết rồi. Dần dần nó bị mờ. Ui. Nó bị kiểu là ghê ghê hơn rồi các bạn ạ. Kiểu có điều gì ui đó. Bàn tay có vết máu hép hép. Như kiểu có ai đó bị nhốt trong máy tính của Bê Quy Thành đang cầu cứu á, gửi những tín hiệu cầu cứu SOS á. Ôi, sao càng ngày nó càng kinh dị thế? Ban đầu nó chỉ là mấy hình đơn giản mà. Rồi. Nó cái bù phát. Bù phát. Ui rồi. Ôi mã. Ui mã. Ui. Giống nhau hết mà. Ờ, mở ra. Tinh tinh. Win chưa? Chắc là win rồi. Thế để quét cái này xem nào. Ồ, nó ra đoạn phim tiếp theo các bạn ơi. Đây đoạn phim này các bạn. Dơ các bạn xem đoạn phim. Từ từ để mình xem là nó có cùng ra đoạn phim không một đấy không nha. Rồi, mình sẽ lại tiếp tục gửi cho Bê Quy Thành và bọn mình sẽ cùng xem nha. Ok. Rồi, đây chính là đoạn video tiếp theo mà chúng ta thấy. Có một người đang ngồi xuống cùng. Được chúng tôi. Ồ, xin chào, tôi tên là Ivan Anderson. Hello. Và tôi đang làm việc tại Calvis Game. Ừ, đúng rồi, anh là nhân viên 3 tháng qua trong thời gian ngắn ngủi đó tại Calvis Game. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để cung cấp những trò chơi mang tính giải trí và mang tính giáo dục nhất cho các bạn. Và gia đình của chúng tôi, người sáng lập luôn đặt sự chăm chỉ làm việc và hiệu quả lên hàng đầu. Nên bạn có thể tin cậy vào chúng tôi tại Calvis Game để mang đến trải nghiệm trò chơi tốt nhất để bạn tận hưởng. Chả có gì kinh dị cả Bê Quy Thành ạ. Chả có cái gì hết, một người giới thiệu làm ở trong ấy game. Thật, đóng đi. Calvis Game chính là cái game này. Một trong những người chắc là làm ra cái game này các bạn ạ. Flake à? Flake, cái quảng cáo là tôi chúng làm. Chúng ta chơi trò xe tăng. Xe tăng à? Ây da, xe tăng, ừ, xe tăng. Ấn vào play. Chơi kiểu gì? Bắn. Bắn kiểu gì? Ủa. Press hold. Và ấn phím cách để bắn. À, ôi. Ôi, game này. Hóa ra là lái xe tăng bắn tên lửa, không là mình sẽ bị trúng tên lửa. Cẩn thận né né những cái chỗ đỏ đỏ đó nhá. Anh tưởng đấy là phải ăn vào chứ. À, thế là điểm à? Ui, đạn nó ra bị ra chậm ấy, đạn mà. Thôi tự kết thúc đi chứ các bạn ạ. Anh thấy là game rất là ảo luôn. Rồi lại lần nữa này. Này tập trung hơn này. Đạn nó bấm phải khoảng 3 giây sau nó mới ra đạn các bạn. Đây bấm này. Đấy. Còn chưa thấy ra đạn luôn. Rất ảo luôn. Bấm nhiều vào. Ôi giời, tự nhiên quả kia chui từ trong kia ra thì ai mà đỡ được. Đấy ấn phải cạch mới ra được đạn các bạn ạ. Cực cay. Không biết 1000 điểm mình có gặp boss không nhỉ. Chắc thế đấy. Ủa 1000 điểm rồi này. 1000 điểm rồi. 1000 điểm. 1000 điểm vẫn chưa thấy gì. Bây giờ mình phải gặp boss. Ồ con này nhanh thế. Nó vẫn tông mình vào cái. Ui. Ui. Nhanh thế. Nó bay nhanh quá các bạn ạ. Ồ. Ồ. Nó chặn mình luôn mà. Ờ. Trời ơi chị các bạn ơi.
thôi rồi, rồi bỏ. Trò này cũng gọi là khó. Khó quá các bạn ơi, thôi bỏ qua đi. Đây trò gì đây? Quả bóng bay đó. Bỏ bóng bay à? Ô, tức là toàn hãng này sản xuất game thôi. Ừ. Hôm nay chơi bao nhiêu game nhưng mà vẫn chưa có video nào. Ấy dạ, được đấy. Play đi. À, bây giờ là làm nổ bóng bay đúng không? Đúng. Ai già phải dùng chuột điều khiển các bạn. Rồi ok hiểu rồi. Đấy xa. Đấy, ui xa, trời quá hay. Ui đứa này chơi tròn này. Phải đỡ đúng rồi. Ui xa, trời hay quá các bạn. Ui ui ui. Mình chơi này. Ôi giời ơi, chơi quá ui. Hay ui giời này phải 10 điểm bốc ạ. 10 điểm. Wow. Ủa, chứ cứ chơi này hả? Đúng rồi, dễ thế. Game gì dễ thế nhỉ? Cho ừ. Game nào khó hơn đi. Khó quá, đừng khó như game xe tăng. Lúc đầu tưởng nó ấy, sao khó thật các bạn. Ôi giời. Bắn đi, bắn nhiều cái một lúc ấy. Ôi thế. Rồi, thắng. Game này thì không bao giờ thua luôn. Lần trước còn nhanh. Rồi các bạn ơi, mình không chơi đâu. Có cái gì đâu, cứ chơi mãi. Rồi xem đây. Ảnh đi. Xem ảnh á? Ừ. Ở đây là một cái thư mục photo rất nhiều tên. Photo gallery à? Ồ, tình bạn à? Ờ, tình bạn. Tình bạn. Tình bạn thắm thiết. Rồi, bên cạnh chơi xúc sắc. Xúc sắc. Bên cạnh chụp bầu trời, nhiếp ảnh ra. Cái gì à? Ui, anh cái gì nhảy kìa. Bên cạnh chụp ai đây? Người yêu. Ai biết. Ôi 749. 749 là cái gì? Là một con số gì đấy. Ừ. Cái gì đen xì này? Không biết. Qua đi. Đây chắc là ảnh chứ. Wow. Hết rồi. 749 các bạn ơi, 749 là thế nào? Cái này gì? Trả lời câu hỏi thôi, tí trả lời câu hỏi sau các bạn ạ. Photo editor này. Ở đây các bạn ơi, bây giờ mới được. Cái này. Ôi trời ơi. 555 này. Cái kia, cái bầu trời. 74961. Chả hiểu là cái gì các bạn ạ. Còn gì mình chưa xem? À còn cái này mình chưa xem này các bạn ơi. Ừ. Yeah. Ủa. Ồ, chúng ta đang xem một cái đây là những lý do mà chúng ta tại sao lại lựa chọn công ty Kavis Game nha. Chúng ta có 6 lý do để lựa chọn Kavis Game. Đầu tiên chính là cái chất lượng không làm không bị tổn hại. Cái thứ hai đó là luôn luôn đổi mới. Cái thứ ba là luôn luôn kết hợp, cái đội ngũ của chúng ta luôn luôn kết hợp để bảo vệ môi trường thì phải. Cái thứ tư là những cái cơ hội phát triển. Thứ năm là cái cách mà tiếp cận người chơi. Thứ sáu là môi trường làm việc rất là cân bằng. Đấy. Ờ, túm lại thế đó các bạn ạ. Nhưng mà mình sẽ quyết không quyết định vào đây đâu. Thấy mấy tựa game họ làm ra thì bị quỷ ám hết rồi. Đúng rồi. Mình chơi toàn bị hù thôi các bạn. Đây là ngày 7 tháng 3 năm 1999 này. Đây là một cái email các bạn ạ. À đâu, một cái thư hả? Ừ, thư gửi thân gửi team đội ngũ của Kavis Game. Tôi đang viết với một cái thời gian viết để thay mặt con trai tôi. À, con trai tôi rất là thích cái tựa game của các bạn. Đó. Và tôi tin rằng là bạn sẽ mang được những cái giá trị rất là tốt cho người chơi. Đấy, tóm lại là đây là một cái bức thư như vậy nha các bạn. Thư cảm ơn và chắc là cổ vũ à. Và nói về sở thích về cái tựa game mà họ đúng làm rồi. Ra rất hay. Và rất là mong chờ sẽ có một cái tựa game khác. Ba. Rồi, đây là Mirror Team. Mình đọc nha, mình đọc cho mình sẽ... Một team khác à? Đúng rồi, một cái email của mình gửi cho một team khác. Đây là một cái thư, nói chung là cũng rất là cổ vũ cho cái đội ngũ Mirror Team này. Bởi vì đã sáng tạo ra cái cách là nhấn phím Enter để có thể sắp xếp lại những cái file hay là những cái thứ tự trong cái máy tính ấy. Chỉ cần ấn Enter là được, không phải di chuyển nhiều. À, nghĩ là nút Enter, thế đúng rồi. Rồi. Hết. Đây 24 tháng 3 chỉ ta xem rồi. Ừ. Và nó còn mấy con số nhỉ? 749 đúng không? 6. Nhiều lắm. 749. Cái game này thực ra mình thấy nó rồi. Có rất nhiều những cái bí ẩn mà mình chưa thể giải đáp được luôn ấy. Tìm, ấn tìm kiếm. Ra thêm một cái folder nữa. Rồi ngày bao nhiêu đây? 12 tháng 8 1998. Sao vậy ốc? Nó đang tường thuật lại một cái vụ tai nạn các bạn ạ. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1998 thì đã xảy ra cái vụ tai nạn. Anh có nhớ vừa nãy mình chơi nối hình mà có hai con xe ô tô đấy không? Ừ. Hai con xe đâm nhau. Ôi dồi.
Thế là cái game này đang dựa trên câu chuyện có thật đấy. Thế là những linh hồn của những con đấy, những cái người bị ấy đã bị bắt vào trong máy tính à? Hỏng rồi. Hay là... để mình đọc thêm tìm thêm thông tin nha. Theo những gì theo những người chứng kiến ấy thì hai mẹ con đều bị thương rất là nặng, lực lượng y tế khẩn cấp ngay lập tức điều động đến hiện trường và các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện. Thật không may, bất chấp những nỗ lực của nhân viên y tế, cả hai mẹ con đều không qua khỏi về vì vết thương và xác định đã qua đời. Qua điều tra xác định tài xế xe tải màu đen trong tình trạng say rượu, ôi dồi ôi, và bị buộc rất là nhiều tội bao gồm ngộ sát bằng phương tiện giao thông, lái xe trong tình trạng say xỉn và lái xe liều lĩnh. Các nhân chứng bổ sung là đã nhìn thấy nghi phạm trước khi xảy ra tai nạn đấy. Và phần kết luận là vụ việc thương tâm này dẫn đến cái chết bất ngờ của người mẹ và con gái. Nghi phạm đã bị bắt và hiện đang bị giam giữ đối với các buổi liên quan đến vụ tai nạn. Ui dồi, kinh xin quá. Chia buồn. Thế là tai nạn giao thông. Lúc ấy là mình mở ra cái xe tải với cả xe con là tông nhau đấy các bạn ạ. Đấy đúng rồi, ôi chính là hai cái xe đấy nha. Bây giờ chúng ta con số tiếp theo là 555. 555 đúng không? Ok. Không ra gì. Không ra gì. Không ra gì. Không ra gì rồi các bạn ơi, không ra gì rồi. Rồi có những cái gọi là thông tin rất là ghê. Từ từ còn mấy cái thông tin đây nữa. Còn hai cái này mình đọc nốt đi các bạn ạ. Đây là mirror nè. Nãy là Caris. Còn đây là mirror, là cái bức email thư thứ hai đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đấy nhá. Wow, đây là nói về cái nói về chúng ta, nói về cái hệ điều hành này 98X. Tất cả những cái thông tin này là được nói về cái sự hợp tác giữa Mirrors và Caris để tạo ra cái thiết bị chơi tên là 98XX này. Nó là một cái đột phá cho người chơi game về cái loại là lướt web mượt mà, chơi game không hề bị giật lag, cái đồ họa cực đẹp, cực xấu. Đấy, và nó gọi là được hy vọng là sẽ dẫn đầu ngành công nghệ trong thời gian sắp tới. Ờ, nhưng mà ai ngờ là game này bị ảm. Nhưng mà cực khoai các bạn ạ, mình thấy chả thấy có gì tốt. Còn một tờ đây nữa. Một tựa game mới tạo ra một cơn bão luôn các bạn ạ. Chính là cái tựa game mới mình chơi nhỉ? Đúng rồi đấy, chính nó các bạn ơi. Và tựa game này cái thông tin này thì nói về cái tựa game Jumping Julian đấy, chắc chắn sẽ có rất là nhiều fan trong thời gian sắp tới. Và nhiều đứa trẻ thích chơi tựa game này. Đúng rồi, nó trở nên rất là phổ biến và bố mẹ cũng rất là thích bọn trẻ con chơi trò này. Đúng rồi. Năm 1998 thì thường game nó sẽ chỉ đồ họa này thôi, chúng ta không đòi hỏi bằng năm 2024 được. Bây đúng giờ rồi. Năm 2024 game đồ họa như thật luôn các bạn. Ngày xưa chơi chỉ có mấy cái game đồ họa pixel nhỏ thôi. Đấy. Còn đây còn một cái trò này mình chơi nốt đi không? À có vẻ như là không hẳn là ba mẹ thích đâu, mà ba mẹ cũng sợ trò chơi này ảnh hưởng đến các đứa trẻ đấy các bạn. Ừ, chơi nhiều quá. Lú. Chơi nhiều quá không học hành, các bạn chơi game vậy. Chúng ta chỉ có thời gian chơi hạn chế thôi để còn dành những làm việc khác, chơi thể thao hay làm gì đó. Ái giảm. Gọi là quả tên lửa ngoài hành tinh. Ái chết cha, chắc là mình sẽ phóng tên lửa từ ngoài hành tinh phá hủy hệ mặt trời. Bị điên à? Phá hủy hệ mặt trời thì anh nghĩ là bắn cái viên thiên thạch này. Em thường phá hủy mặt trời. Phá hủy rồi, mặt trời bắt đầu nha. Em ở đâu? Chúng ta sẽ ấn vào giữ để bán. À, trò này, ôi, trò này mình xưa chơi nhiều lắm các bạn ơi, mình chơi nhiều lắm luôn ấy. Tàng. Đấy, bắn viên thiên thạch. Ở giữa, ôi, anh vừa mất một mạng đấy, viên thạch. Thế là mình vừa là cố lao ra bắn thiên thạch thì mình bị mất mạng. Thì chết xem có ra thông điệp gì không? Chết là có thông điệp à? Thế được chết nhá. Game over. Thông điệp đấy, game thua rồi. Không có gì các bạn ơi, không có gì. Hoặc là nó có gì nhưng mà mình chưa biết cách để có thể lấy được dữ liệu từ game cái này. Đấy, ủa kìa. Người ngoài hành tinh, ăn nó. Gì đấy, sao toàn mấy cái mặt này đấy. Ê, hello. Người ngoài hành tinh đang tiếp cận máy tính và bị bắt. À, dần. Gì đấy? Đau hết cả mắt các bạn, chế cái nước mắt luôn rồi. Có một ai đấy bắt như kiểu bắt đi cái rồi. Người trước mặt máy tính là mình á. Thế là trong máy tính có một linh hồn đấy bắt mình vào trong. Đúng rồi bạn ạ. Thôi xong, linh hồn là cái đứa màu đỏ đấy. Rồi máy tính lại bị reset luôn các bạn ạ. Trời ơi. Thôi xong rồi. Máy tính quỷ ám chứ không phải là bị hack nữa rồi. Thế là cái trò lúc đấy mà mình chơi thua, trò này mình chơi thua xem như nào nhỉ. Thử chơi thua nhé các bạn. Mất bóng rồi, chúng ta sẽ có 3 quả bóng cho mỗi lần. Còn một quả cơ hội nữa. Trời như thế. Bây giờ bắn cái gì? Bắn linh tinh. Không có gì luôn. Bắn linh. Ôi em ơi, chết rồi. Trong
trông kinh quá các bạn trông ơi. Mặt khuôn như trông mặt một đứa em bé. Ờ. Cái gì nói cái gì ạ? Cái gì ấy, bé bé nhấp nháy này. Ui dần mặt mặt nó to rồi này. Ừ. Anh không sợ đâu, làm gì anh sợ này, biết tí gì mà sợ thì các bạn nhỉ. Ui dần to dần đến gần mình hơn. Như kiểu nó đang chui từ máy tính nó muốn ra gần với mình ấy nhỉ. Ừ. Thế ra đây đi bạn, ra đây nhà chơi bạn mình này. Nhà bạn nào xem video này trên tivi to hốt lắm ấy. Ra đây đi. Ồ, hello. Mà đứng hình rồi. Thế thế mỗi thế đâu mà gì phải sợ. Đứng hình. Ai? Nó còn hù. Để âm thanh bé ạ, không để âm thanh to là hết hồn luôn á. May là mình tỉnh rồi, mình để âm thanh bé rồi mình đỡ sợ. Thông minh như mình khó tiêu diệt lắm các bạn ạ, yên tâm. Chúng ta có cái question and answer game chưa chơi kìa. Ờ, còn cái question chưa chơi các bạn ạ. Yes. Nó sẽ hỏi mình những câu hỏi đúng không, mình cần phải trả lời. Bạn có thích chơi game không? Yes, công việc của mình là chơi game. Bạn có nghĩ rằng rất là quan trọng để có thể nghỉ ngơi khi mà chúng ta chơi game quá nhiều không? Đúng, cần phải nghỉ ngơi khi đúng chơi rồi. Game quá nhiều. Bạn có nghĩ rằng video game sẽ bao trùm thế giới không? Có. Đúng. Bạn có chơi game này trước kia chưa? Chưa, tôi chưa chơi. Chưa chơi bao giờ. Bạn có chắc chắn là bạn đang chơi game này không? Có, tôi đang có, chơi. Có, tôi đang chơi. Bạn có chắc chắn là có. Bạn có gần gũi với gia đình không? Có, tôi rất gần gũi với gia đình. Bạn có yêu một ai đó mà người đấy làm bạn tổn thương không? Có. Có cái gì, có ca có người yêu đâu. Có. Có cái gì liền thiên các bạn ơi. Nếu một người nào đó mà có một cái tai nạn thì cái chết sẽ nhiều đớn đau không? Có hay không các bạn? Từ từ đã, mình phải tra lại cái từ fatal gì đấy này để xem nó là cái từ gì. Đây là một cái tai nạn có nguy cơ gây tử vong các bạn ạ. Đấy. Đau chứ. Thế thì đau. Đau. Nghe nghĩ thấy đau đớn rồi. Người mà không ăn năn hối cải thì đáng bị lên án không? Có. Có. Bạn có tin những gì tôi nói không? Không. Không. Tôi không tin bạn. Hãy nhìn phía sau bạn. Có gì đâu. Ồ, có vừa tiếng cạch một cái đấy các bạn. Nó ừ. Bảo gì đấy? Hãy nhìn phía sau bạn. Ừ, tôi nhìn đi. Đấy. Thời gian thì rất là ngắn thôi. Gì đâu? Có đấy gì đâu? Có gì đâu? Lừa đấy mà. Chết đi. Đã quá muộn rồi. Hả? Sao quá muộn? Hả? Thôi màn hình đen luôn rồi. Ui sao nhiều cái Julian, con nhiều con Julian quá. Ờ cái con này lúc nãy còn chui ra màn hình máy tính mình, nó đi dạo như kiểu đi chơi ngoài đời thật luôn mà. Rồi sao? Bấm. Nghỉ đi. Không chơi. Đi chơi nhiều hỏng máy tính rồi. Hỏng rồi. Thôi nhá. Tạm biệt các bạn. Editor nhớ bíp cái chữ vừa nãy nhá. Ok, hẹn gặp lại bạn Viền sau nhá. Ôi giời ơi, hỏng máy tính rồi, điên xì xì. Đừng có tải mấy game linh tinh trên mạng này chơi là máy tính nhiễm virus là thôi xong đó. Đúng rồi, thôi bye bye các bạn. Tôi đi sửa máy tính, nhớ xem quảng cáo mua máy tính mới nha. Hỏng máy tính rồi. Ôi, máy tính rồi.